Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, vào khoảng 18 giờ hôm qua, tại đập Khe Tràn, Khe Ang trên tỉnh lộ 531 thuộc địa phận xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, mưa lớn cộng với lũ thượng nguồn đổ về đã cuốn trôi một chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi, làm mất tích 5 người. Ngay sau khi nhận được tin, đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn và thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân. Do mưa lớn vẫn tiếp tục nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Vào hồi 18 giờ ngày 19 tháng 9, một xe ô tô 7 chỗ đi qua đập tràn Khe Ang thuộc xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn do lái xe Trương Văn Thái điều khiển chở 6 người đang lưu thông đến khu vực đập tràn Khe Ang thì bị nước lũ cuốn trôi. May mắn có 2 người là lái xe Trương Văn Thái và ông Trần Văn Ngọ đã kịp thoát ra ngoài, còn 5 người đang mắc kẹt trong xe bị nước cuốn trôi là hai trẻ em Vũ Bá Hải 11 tuổi và Vũ Thủy Linh. Ba người lớn là Nguyễn Thị Nhâm, Phan Thị Dũng, Trần Thị Nga. Trong đó có hai cháu nhỏ là con của chị Trần Thị Nga. Và trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Thanh Điền đã trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm 5 người đang bị mất tích. Các lực lượng công an, bộ đội dân quân địa phương và thợ lặn, 4 xuồng máy đã được huy động để tìm kiếm các nạn nhân. Mặc dù đã rất khẩn trương và nỗ lực triển khai tìm kiếm, nhưng do thời tiết tiếp tục mưa lớn cùng với lũ thượng nguồn đổ về nhanh, chảy xiết nên công tác tìm kiếm cứu nạn hết sức khó khăn. Tỉnh tập trung chỉ đạo đồng chí lực lượng tại chỗ, lực lượng của quân đội, của bộ chỉ huy tỉnh, lực lượng của ngành công an và lực lượng của khu 4 để tập trung cho cứu hộ và huy động tất cả các thợ lặn và để mà ra để tìm kiếm người mất tích cũng như thì ô tô. Và hiện nay thì đang tiếp tục huy động các phương tiện cho để mà kim loại để mà cho cái vị trí của ô tô mà tìm kiếm ô tô, cũng như huy động các lực lượng thợ lặn của thị xã Thái Hòa, của huyện Hưng Nguyên và các nơi khác để tìm kiếm người mất tích. Bên cạnh việc tìm kiếm các nạn nhân thì huyện Nghĩa Đàn cũng đã triển khai việc chốt chặn hai đầu cầu để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra khi nước lũ đang dâng cao. Nguyên nhân của vụ tai nạn bước đầu được xác định là do lái xe Trương Văn Thái cố tình vượt qua tràn Khe Ang khi nước lũ đang lên cao, mặc dù trước đó đã có biển và rào cấm xe qua. Hiện do mưa lớn đang tiếp diễn nên công tác tìm kiếm đang gặp rất nhiều khó khăn. Những thông tin về công tác tìm kiếm các nạn nhân sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin thời sự tiếp theo. Và trong chiều hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã trực tiếp đến các hộ gia đình để thăm hỏi và động viên các gia đình nạn nhân gặp nạn trong vụ tai nạn do lũ cuốn. Thăm nạn nhân thoát nạn trong vụ tai nạn đang điều trị tại trạm xá Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hỗ trợ mỗi nạn nhân bị lũ cuốn trôi 4,5 triệu đồng. Ban an toàn giao thông của tỉnh hỗ trợ mỗi nạn nhân 3 triệu đồng. Trong số các nạn nhân bị lũ cuốn trôi có 3 người cùng một gia đình là ba mẹ con Trần Thị Nga, Vũ Bá Hải và Vũ Thị Thùy Linh. Trong chiều nay, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Thăm hỏi chia sẻ với các gia đình có người bị nạn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát để ổn định cuộc sống. Về phía tỉnh sẽ làm hết trách nhiệm, đôn đốc các lực lượng chức năng sớm tìm kiếm những người bị